các bạn nhé. Đây em đi bắt chim gửi cho anh Quang Anh ở bến xe Hải Tân, tỉnh Hải Dương này. Nay ngày 4/5/2022 dương lịch nhé. Một đôi gáy bón. Anh thích cái hàng non. Đây, non như này đây. Để bón cho nó thuần. Anh thích cái hàng như này. Bón nó thuần. Máy hơi mở tí. Đây. Chín này. Một đôi các bác nhé. Rồi em bắt đầu mang đi đây, mang đi gửi xe khách. Anh lấy một đôi nhé, anh lấy trước một đôi về bón. Anh Quang Anh ở bến xe Hải Tân, tỉnh Hải Dương. Bắt đầu đi gửi cho anh đây.